Cây bưởi mà bị cái bệnh mà do nấm khi tốt của nó ra nấm này là từ trong đất ra thì nó gây ra cái triệu chứng, cái biểu hiện là nó chảy nhựa, chảy mủ, chảy xì nước ở da, tới đặc biệt là ở các cái cây mà có cái sâu đục thân đấy, đấy sâu đục thân. Thế thì ở đây thì bà con người ta cách làm tốt nhất là bà con ra lấy một cái thuốc gốc đồng ấy, sau đó bà con hóa độc đặc ra quét, đấy, quét lên, đặc biệt là ở những cái vết đấy. Như tôi cho thêm cả cái dạng bột đấy, cho hòa ra nước, cho vào trong cái vết này càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà cái chính nhất ấy, thì bà con chúng ta sẽ quét đều lên cái gốc này. Đấy. Thì với cái thuốc gốc đồng là cái thuốc mà nó có cái tính sát khuẩn rất là cao và lại đặc trị nấm nữa. Do đó thì chúng ta cứ quét quét lên kín cái vùng này, đặc biệt là xung quanh, nhất là theo các cái vết mà sâu đục thân nó đục. Như cái bưởi này thì nó sâu đục thân nó đục từ đây, đấy, đục lên đây và ra thẳng cái vết đầu này, nên chúng ta cố gắng là quét cái thuốc đồng trừ nấm và sát khuẩn này dọc theo cái vết mà sâu đục. Và một cái nữa thì cái thuốc này thì cũng rất là tốt cho cái việc mà khi chúng ta cắt tỉa này thì nó sẽ tạo ra cái vết mà nấm bệnh rất dễ xâm nhập vào, thì chúng ta cũng có thể là sát khuẩn tại cái vết cắt này. Ở đây thì do không có cái gọi là cái kéo bấm chuyên nghiệp đấy, nên là các cái vết cắt của nó không được ngọt đấy, do đó thì chúng ta cũng cần phải nếu mà có điều kiện thì chúng ta dùng các cái kéo cắt chuyên nghiệp thì nó sẽ sắc gọn hơn. Thế tuy nhiên thì sau khi cắt xong thì chúng ta cũng lấy cái thuốc gốc đồng này, như ở đây tôi dùng cái thuốc Isopop đấy, cái thuốc bột Ý đấy, thì chúng ta cũng hòa ra và sát khuẩn các vết thương này đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ để ý vào khoảng tầm 10 ngày, 2 tuần sau chúng ta tiếp tục theo dõi và chúng ta tiếp tục quét cho nó một lớp nữa. Thì với cách điều trị này khoảng 2-3 lần ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái bệnh này nó sẽ được hạn chế rất nhiều và cũng có thể là cây nó sẽ phục hồi được. Đấy, các bác nhớ là cố gắng là chúng ta sẽ bít lại cái lỗ này, bít lại cái lỗ này. Bít lại như vậy thì để cho bên trong là có đấy, thì bít lại các bạn thấy không, đấy là cái mủ của nó đấy, nó sẽ đẩy ra đấy. Đây thật ra nó chính là bản chất là cái dịch của cái nấm Phytophthora nó gây hại bên phía bên trong cái bưởi đấy. Thì chúng ta dùng cái thuốc này chúng ta quét lên, quét lên sát khuẩn đấy, đậm đặc như vậy. Thì với cái cách trị này thì cũng hy vọng là cái bưởi này nó sẽ phục hồi. Cái bệnh này do nấm ấy thì cũng không phải là khó lắm, thế nhưng tuy nhiên cái sâu đục thân là một cái vấn đề rất là thật sự là khó. Thì cũng chúng ta cố gắng làm thôi, còn khắc phục được thì tốt, không khắc phục được chúng ta buộc phải bỏ.